offset thế này, giờ mình bấm cái gì nó cũng không cho hết nè, bấm gì nó cũng không cho hết. Giờ phải làm sao để bấm nó cho, click vô cái mạch máu này, click một cái thôi, click đại vô một bất kỳ chỗ nào mà có cái mạch máu, click vô thả ra thì nó cho. Cố gắng quay lại cái đấy để toàn xong rồi thì cái không cho phép ấy. Không cho phép mình chỉ ấn vào cái mình bảo ấn này. Ấn về tượng ao này không cho phép, chỉ ấn vào cái click bất kỳ. Bây giờ mới nhìn nè, ở bên đây á, ở bên đây nè, cái khung nào ở bên đây, cái hình này á, ở cái hình ASEAN này hoặc là hình này hoặc là hình nào giống nhau, cái khung nào mà nó cái mạch máu nào nó nằm trong cái khung màu xanh này, có nghĩa là nó đã qua 3D rồi. Cái mạch máu nào nó không nằm trong cái khung màu xanh này có nghĩa là nó chưa qua hình 3D. Được chưa? Màu xanh nó ý nghĩa đấy. Rồi. Bây giờ mình muốn lấy lại cái mạch máu này này chưa qua 3D nè, mà trong khi mình muốn cái mạch máu này. Nè, bỏ con chuột vô đúng ngay cái mạch máu này ha. Giữ chuột trái ha. Giữ ha. Cái ổ bụng vừa rồi anh in rồi đấy, in rồi đấy. Ở đây có đánh thế mà không có đánh thế mà chết rồi chị đi ha. Bây giờ bỏ nè, bỏ con chuột có đúng cái mạch máu trái không? Bỏ chuột nè, bây giờ cứ bỏ con chuột có đúng mạch máu trước nè. Rồi. Chuột trái nè, ấn ấn giữ bên đây mà mắt thì nhìn bên cái hình 3D, mắt thì nhìn bên cái hình 3D đến khi nào mạch máu nó ra vừa theo cái ý mình thì thả. Cô gọi là ấn xong giữ giữ, tức nó tái tạo lại cái mạch máu bên kia, ấn xong giữ, ấn giữ vào cái mạch máu này anh nhỉ. Xong rồi nhìn bên này thấy khi nào nó tái tạo đủ hình thì nếu như mình ấn quá lâu thì sao? Thí dụ bây giờ, thí dụ như nếu mà mình ấn lâu quá, chẳng hạn như mình đây cái mạch máu này em muốn lấy cái mạch này ấn giữ thôi, nhưng mà nếu mà em ấn giữ lâu quá, em ấn hoài vậy đó không thả ra thì nó sẽ tự động lấy xương vô. Thế lỡ mà mình làm sai thì mình ấn đu lại. Alo. Như thế nào? Nha. Cái này nè, mặt này chưa có hình, có chưa có màu xanh, có nghĩa là nó chưa có trên 3D. Mình muốn lấy lại cái mặt này, bỏ con chuột vô đây, giữ trái. Bỏ con chuột vô đây, chừng nào nó có cái dấu phẳng tặng được, bỏ vô đây, giữ trái. Đến khi nào mà mình thấy cái mặt nó chạy ra là mình thả. Đây là mình chạy nhiều quá, ra xương rồi nè. Lỡ ra xương không sao hết, đánh bỏ đi. Đó là tự nhiên là bụng ấy. Thôi mình đánh bỏ đi. Đi một phim. Càng không?